Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Thì trước mắt mọi người là cái dòng sản phẩm đang hot tại thị trường Việt Nam nha mọi người. Đó là cái dòng máy Span. Đó, dòng máy mà được giới câu đánh giá là rất là khỏe, dành cho anh em mà câu câu biển nè, hoặc là câu hồ dịch vụ giải trí, câu giải. Đó, thì nó có rất là nhiều dòng bên từ giá 1 triệu mấy, 2 triệu mấy, 3 triệu mấy và 4 triệu mấy. Nó đầy đủ giá và đầy đủ cái tông màu và cái size cho mọi người chọn lựa. Đó, thì hôm nay rằng về tiếp tục hai cái mẫu bên Battle, Battle 3 nha mọi người. Nó dòng này nó cải tiến lên từ con Battle 2, thì rằng về được dòng Battle 3 và một dòng cao cấp hơn là Battle 3 HS. Đó, HS thì nó phân biệt, nó cao cấp hơn và phân biệt giữa hai con là hai cái tông màu hoàn toàn khác nhau. Thì một con là cái màu vàng và lên đời nữa thì cao cấp hơn một chút xíu. Đó, thì nó sẽ màu đỏ. Đó, màu đỏ nó giống như cái dòng Ben Slammer của chúng ta. Thì Ben Slammer của chúng ta thì cái con Slammer 3 thì nó cũng có tông màu vàng, và lên Slammer 3 HS thì nó cũng là cái tông màu đỏ. Thằng này nó cũng đi cải tiến từ 2 lên 3 và nó cũng giống như cái mẫu Slammer của chúng ta nha mọi người. Chia ra hai dòng là một dòng Battle thường và một dòng Battle HS. HS thì nó viết tắt của cái chữ là High Speed, là tốc độ của nha mọi người, tốc độ cao. Tốc độ là ở đây là nó có cái Retor nè, nó lên đến 6.2 trên 1. Đó, thì cái dòng này đang sẽ review một clip sau cho mọi người. Thì hôm nay chủ yếu là cái con Battle 3, Battle 3 size 5.000 và size 6.000. Mọi người so sánh hai size thì cái độ chênh lệch nó cũng không nhiều lắm nha mọi người. Độ chênh lệch giữa hai size, cái bên tay phải đang cầm nè, đó, cái này là size 6.000, ở đây 6.000, và cái bên tay trái là size 5.000. Đó, về phần công nghệ thì hai con này nó như nhau, không khác gì hết. Nó chỉ khác nhau là cái thân máy lớn hơn hoặc nhỏ hơn một tí xíu thôi. Đó, mọi người so sánh thì hai con thân máy và nồi máy. Đó, và dòng máy Ben thì mọi người cũng quá quá rành về dòng máy này. Chuyên gia đánh bạo lực, nồi đồng cối đá, tuy hơi nặng hơn những dòng máy khác một xíu, nhưng mà nó sẽ cân được những cái cần lớn cỡ như cái cần 3m 15 hoặc 3m2, thì đưa những cái con máy 6.000 hoặc là 6.500, 8.000 của Ben vô là nó cân rất là chuẩn luôn nha mọi người. Đó, thì về pho thông số của hai cái con máy Ben này thì đi chung một lượt cho người dễ hiểu luôn nè. So sánh luôn giữa hai con 5.000 và 6.000, và nó có cả 8.000 nha mọi người. Nhưng mà dòng đó thì dành riêng cho câu biển rồi, vô hồ thì chúng ta câu hồ hoặc đánh bông lau, đó, câu sông này kia thì 5.000 và 6.000 là được rồi, 8.000 thì quá quá cỡ quá hớp. Nên rạn giới thiệu cho mọi người thì anh sẽ chọn những cái size mà phổ thông và đơn giản cho mọi người dễ lựa chọn. Còn nếu mọi người có nhu cầu những cái size lớn hơn như 8.000 thì rạn vẫn có 8.000. Có sẵn nó 8.000 cho người xem cái size 8.000 của cái con Slammer HS luôn nè. Nó cho người xem qua sơ một cái nó to tới cỡ nào. Thuộc dạng hàng khủng đó nha mọi người. Này cỡ này đánh C1 hoặc là đánh biển thôi, chứ ra sông con này là nó quá hố. Đó, nếu mà so mọi người so với con 6.000 nè, nó đè bẹp cái con 6.000 mất tiêu nè. Đó, còn 8.000 chúng ta thì đang sẽ có một clip review sau cho mọi người xem cái dòng
Special HS này. Rồi trở lại với cái con Ben Bustle 3 của chúng ta. Đó thì về thông số á, thì cái Retour của hai con thì giống nhau nha mọi người, 5.6 trên 1 nè, là một phòng quay nó được 5.6 dùm cước. Và thông số vào dây của con 5000, size lớn nhất là 0.46 thì nó sẽ vào được 125 m. Còn con 6000 của chúng ta, con 6000 đây, con 6000 thì 0.46, so cho nó bằng cái size dây nè, 0.46 nè, thì 0.46 nó sẽ vào được 210 m, thì nó sẽ hơn nhau cũng khá là nhiều nha mọi người, từ 125 mà lên đến 210 là 8-90 m nha mọi người. Cái nồi của con 6000 tương đối lớn hơn, về cân nặng nó sẽ cân nặng hơn nha mọi người. Dù con 5000 cân nặng của nó có 534, thì con 6000 của chúng ta cân nặng nó lên 589, 589 gram. Đó thì thích hợp cho những cần 3m15, 3m2 rồi câu hồ dịch vụ giải trí. Đó, cả câu bông lau thì con 6000 là ok, còn câu sông hồ giải trí mà câu cá thịt giải mini này kia đó thì con 5000 thì ok hơn, nó nhẹ hơn được chút xíu, quăng nó đỡ mỏi tay hơn. Rồi về công nghệ thì hai con như nhau nha mọi người. Đó, về công nghệ của nó nè, nó full meta body và cả cái stylus là cái bên hông này nha mọi người. Đó, có cái bên hông này nó nâng cấp lên hơn so với thằng mà Pastel 2. Và máy nhông thì tiện CNC rồi, chung mấy dòng này. Và hãm là HT100, đĩa carbon và 5+1 bạc đạn bằng thép chống rỉ sét nha mọi người. Đa phần những cái dòng máy Ben nó đều sử dụng cái bạc đạn là bằng thép chống rỉ sét, tất cả là sử dụng hết. Và có light capacity ring nè, thì cái phần ở phía trong của cái nồi nè, nó chống cước nó không có bị xoay. Cái miếng này nha mọi người, cái miếng cao su này nè, và supply spool nè, chia cước. Đó, thì cái vành chia cước đa phần những cái máy này sẽ có 1/3, 1/2 và đầy. Nó có ba cái vạch nha mọi người, có ba cái vạch. Thì mẫu Ben đa phần là tay quay kiểu xoắn ốc, kiểu xoắn ốc nha mọi người, và đều đổi từ trái và phải được hết. Đó, xoắn ốc là chúng ta vặn vào. Đó. Đó, một số anh em cần thủ mới mua con Ben lần đầu và không biết lắp cái tay quay vô thế nào, thường dùng cái dòng Yolo hoặc là những cái dòng máy Yumoshi quen rồi. Ảnh này anh lên đời, anh chơi một con Ben về, anh nói cái con Ben bị hư, cái tay quay gắn vào quay không có được, không có xỏ qua được. Anh nói là cái tay quay là không không có xỏ qua từ bên đây qua bên đây được. Thì anh không biết, nói chung là ảnh là dặn mới lên đời thì xài Yolo này kia quen rồi. Yolo mới nó xài dạng xuyên tâm thì nó sẽ có một cái sắt, nó chĩa từ bên đây qua bên đây và phía bên đây nó sẽ có một con ốc vặn, thì sẽ vặn lại. Anh về anh tháo cái nút ra luôn, anh không thấy cái đồ vặn đâu hết. Anh nói cái này không có gì làm sao mà vặn nó dính vô. Đó, rồi nó máy bị lỗi. Đó, rồi là mới hướng dẫn anh là nó là dạng xoắn ốc. Đó, thì một số cái máy ở trong hộp á thì nó sẽ để rời ra như vậy nha mọi người, nó sẽ để rời vậy luôn chứ không có để sẵn hờ cho mọi người về rồi người quay vô đâu. Đó, một số cái nó để có để sẵn mọi người về chỉ quay vô. Còn anh đó đâu, anh gặp cái máy để hờ ở cái ngoài sẵn hay luôn. Đó, rồi ảnh về anh sọt vô. Đó, anh sọt vô cái anh tháo cái nắp bên đây kìa, anh sọt vô không được, bên đây không có gì vặn lại.
Đó, thì cái dòng Ben trừ cái con Ben Ben Ráp đó nha mọi người, Ben WRATH á, Ráp á, dòng đó thì nó còn xuyên tâm, dòng đó thì rẻ thôi, khoảng 1,1 triệu, 1,2 triệu gì một cái nha. Thì nó còn cái sử dụng cái xuyên tâm, còn như, trừ cái dòng đó mấy dòng khác trở lên là sử dụng xoắn ốc đó. Chúng ta cho vào và chúng ta quay theo cái chiều mà chúng ta bắt cá đó, đó. Quay cứng vào đó, cứng vào và bên đây thì không đụng chạm gì tới đó, và chúng ta quay thôi đó. Dòng xoắn ốc là vậy nha mọi người. Thì cái con Bustle 3 này nó cải tiến hơn cái con Bustle 2 chỗ cái mô bin. Cái mô bin con Bustle 2 thì những chỗ này nó có cái lỗ tròn 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 tròn. Khi mà nó lên đời cái Bustle 3 thì nó bỏ hẳn cái thiết kế đó đi, nó chuyển qua cái dạng mà tam giác mà dạng tam giác xéo nè. Đó, nhìn cái máy chúng ta nó có vẻ nó ngầu hơn nha mọi người. Đó. Đó, mạnh mẽ cái máy hơn hơn mà lỗ 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 thì cái kiểu truyền thống nhiều máy nó cũng đã dùng cái lỗ lỗ rồi. Dù như những cái dòng máy thường thôi, Yolo này kia nó cũng khoen lỗ 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 cái lỗ lỗ vậy nè. Đó, còn anh này giờ anh là tiện CNC cái phần này đổi thành tam giác xéo, nhìn cái máy chúng ta nó cứng cáp hơn nè. Đó là thay đổi cái thứ nhất. Và thêm một cái nữa là cái phần đế máy chúng ta nè, cái chân máy á, nó cái con Bustle 2 thì nó sẽ liền cái phần đây, nó liền ngang luôn. Còn cái con Bustle 3 của chúng ta là nó nằm khuyết ở đây, nó hủng xuống đó. Thì phần bên ngoài thì có những cái ưu điểm như vậy. Thì còn cái phần bên trong cốt máy con này chúng ta cũng rất là lớn nha mọi người. Hãm thì vẫn là sử dụng cái công nghệ HT100 nè, HT100 cái hãm độc quyền của Ben nha mọi người. Đó, cái thân bên trong của cái nồi máy của chúng ta nè, trong mọi người nhìn dầu mỡ rất là nhiều nha mọi người. Đó, và đây thêm cái phần cốt nữa, phần cốt trợ lực và cốt bản thân cốt nó rất là to nha mọi người. Đó, và size 5.000, viên nó nhỏ hơn chút xíu. Còn thiết kế và công nghệ thì 5.000, 6.000 thì nó vẫn như nhau, nó nhỏ hơn cho trọng lượng của cái máy của chúng ta nó bé hơn, nó thấp hơn một chút xíu, nó giảm cái trọng lượng cho phù hợp với những cây cần của chúng ta. Nó cốt máy thì nó vẫn to như cái 6.000. Đó, đây hai con 5.000 và con 6.000 nha mọi người. Đó, dòng máy Ben thì hiện tại rất là thịnh hành nha mọi người. Cả những anh em câu câu dạng câu hồ quang bây giờ, cũng những cái đầm họ cũng chuộng những cái dòng máy Ben này đi đánh bắt những con cá lớn nha mọi người. Nó tải rất là khỏe, rất là sướng. Người ta dùng những cái dòng máy để tệ hơn thì vẫn bắt được cá chứ không phải là không bắt được. Nhưng mà cái tốc độ bắt và cái khả năng bắt được con cá nó sẽ lâu hơn. Nó sẽ lâu hơn. À, khi mà chúng ta sử dụng những cái con máy mà trâu bò một chút xíu như những cái dòng máy Ben này thì cho chúng ta cạo những con cá nó vô. Đó, cạo vô thì nó rất là khỏe. Rất là khỏe luôn. Nó thì so sánh những khác nhau giữa các dòng máy mà rẻ tiền với những dòng máy mà tầm trung hoặc là cao tiền chút xíu thì nói chung là con cá vẫn là bắt được, bắt được hết. Thì cái mắc ráp nè, mắc ráp của cái con 6.000 này của chúng ta là 13 kg. 13 kg có nghĩa là khi chúng ta siết cứng cái mô bin lại
đó, siết cứng lại luôn. Đây còn siết được nha người, còn siết được nhiều lắm nè, đó, vẫn còn dặn được. Khi mà chúng ta dùng cái lực kéo là khoảng 13 kg thì cái mô bin này nó mới xoay. Khi mà khóa cứng mô bin lại thì cái lực cứng khoảng 13 kg thì cái mô bin của chúng ta nó mới xoay, chứ không phải là mắc ráp này là bắt con cá tối đa là 11,3 kg nha mọi người. Đó là không phải. Bởi vì khi chúng ta bắt con cá thì không bao giờ chúng ta siết cứng mô bin lại, mà chúng ta sẽ để hờ. Để hờ rồi con cá lúc đầu mới bắt á, thì nó còn rất là mạnh. Nó rất là mạnh thì cái lực kéo nó sẽ tác động mạnh thì nó sẽ mô bin chúng ta sẽ xả. Đây. Đó, mô bin chúng ta sẽ xả, nó xả cho tương đồng với cái lực kéo của con cá. Khi mà một lúc sau con cá nó mệt rồi, cái lực kéo của nó sẽ không còn nữa thì chúng ta sẽ khóa mô bin lại. Chúng ta khóa mô bin lại và chúng ta quay con cá nó vô. Quay con cá nó vô thì dù cho con cá 40-50 kg, 30-40 kg thì cái máy này vẫn bắt được hết bình thường nha mọi người. Không phải nó để cái mắc ráp này là cái giới hạn cái số ký của con cá. Đó, giới hạn của số số ký của con cá để bắt là con cá hơn 11,3 kg là chúng ta không bắt được. 11,3 kg là mắc mắc ráp, có nghĩa là siết cứng mô bin lại, và cái lực tác động là 13 kg thì mô bin nó mới xoay. Đó, lực tác động 13 kg thì mô bin nó mới xoay. Không phá khóa hờ thôi nhưng rất chắc nè. Phải dùng lực tay mà mạnh thì mô bin nó mới xoay nè. Còn xả mô bin ra thì không nói rồi. Đó, chúng ta quay tè tè bình thường. Đó, về khi con cá mà 40-50 kg gì nó cắn câu chúng ta thì lúc nào mô bin chúng ta cũng để chế độ hờ. Đó, chế độ hờ vừa phải thì lúc đầu thì con cá nó sẽ còn rất là mạnh, nó sẽ kéo kéo lực kéo nó rất là mạnh luôn, kéo là vài chục ký là bình thường chứ không phải lực kéo nó 13 kg đâu nha người. Khi mà lực kéo chúng ta lớn hơn 13 kg, 11,3 kg thì cái mô bin chúng ta nó xoay. Đó, nó sẽ xoay xoay thì con cá nó kéo một chút thì nó mệt rồi, chứ không có con cá nào mà nó chạy cả buổi trời mà không mệt nha mọi người. Chừng 5 phút thôi, cho mày chạy chừng 5 phút rồi nó mệt mệt kéo vô, nó lực nó còn cho chạy nữa một chút thôi, chắc chắn là nó sẽ mệt. Lúc đó thì chúng ta khóa mô bin lại và cạo vô. Nó là cái mắc ráp của cái máy. Nên một số anh em nói cái máy mua mấy triệu mà sao bắt con cá cái để có mười mấy ký à, đó, để có mười mấy ký mà mua một cái máy mấy trăm ngàn cũng để là 7-8 ký, 5-7 ký rồi, vậy mua máy rẻ tiền xài chứ mua máy mắc tiền chi. Đó, mọi người phân biệt chỗ đó. Nếu mà máy rẻ tiền thì chất liệu nó làm sẽ không bằng, nó sẽ mau hư hơn những cái dòng máy mà làm từ chất liệu đắt tiền, cái đó là điều dĩ nhiên nha mọi người. Đó, và con 5.000 của chúng ta mắc ráp của nó cũng là 11,3 kg nha mọi người. 1,3 kg, hai con này là cái mắc ráp như nhau. Đó, rồi ok, thì mọi người quan tâm tới cái dòng sản phẩm Spen Battle này thì liên hệ shop Rạng qua hai số điện thoại ở phía trên này nha mọi người. Và giá thì Rạng có để ở dưới mô tả phía dưới cái video này, mọi người kéo xuống phía dưới mô tả hoặc ở dưới ghim trong bình luận thì Rạng sẽ có để giá ở đó. Thì mọi người kéo xuống và xem. Thì giá thì thị trường lên xuống thì mình sẽ để giá đó và mình sẽ cập nhật liên tục cho mọi người. Mọi người xem giá thì cứ kéo xuống hoặc có link của website gần để trên đó thì mọi người có thể truy cập vào website để xem thêm những cái dòng sản phẩm Ben khác nha mọi người. Có tất cả những cái dòng sản phẩm Ben đang có chụp hình và up lên cái website là shopdocaucá.com, thì web chính thức của shop nha mọi người. Thì sản phẩm thì cũng chưa được nhiều trên đó lắm, do gần chưa có thời gian rảnh. Khi có thời gian rảnh anh sẽ chụp hết tất cả những sản phẩm của shop và để lên đó cho người vào xem. Và có sản phẩm nào có link review YouTube thì anh sẽ để đó luôn cho người vào web và xem cái review trên đó luôn vẫn được.
Rồi ok. Nếu mọi người ở gần thì mọi người tới địa chỉ đây nè, đừng có để địa chỉ phía dưới. Nếu mọi người ở gần thì phải tới xem luôn và lấy hàng luôn. Xem và lấy. Thì đến shop lúc nào giá cũng ưu đãi hơn nha mọi người. Tất cả những sản phẩm có quà tặng và giá nó cũng sẽ có giảm luôn cho mọi người khi mọi người đến shop. Đó, đến shop mua những dòng sản phẩm Ben là tất cả đều có quà tặng hết và giá cũng sẽ được giảm hết. Nên ưu tiên cho mọi người ghé tham quan shop và tham khảo những cái dòng sản phẩm khác của shop luôn. Đó, nên nếu ở gần có khả năng đến thì mọi người đến để tham khảo thêm và tất cả những dòng sản phẩm Ben mọi người tới mua sẽ có quà tặng cho mọi người. Còn nếu mọi người ở gần mà không đi được thì bên shop Rạng vẫn gửi hàng đi. Nếu mà ở gần thì gửi Grab đi trong vòng 1 tiếng hoặc nửa tiếng sẽ đến. Còn ở xa thì anh sẽ ship code. Ví dụ như mọi người ở tỉnh thì ship code trong 1 tới 2 ngày, tỉnh xa hơn thì 3 4 ngày đến nha mọi người. Còn ở Hà Nội hoặc là xa hơn thì khoảng 5 6 ngày, 4 5 ngày gì đó thì hàng cũng sẽ đến tận tay mọi người. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.